đến với kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Sau đây là những tin tức thời sự nóng hổi nhất được cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn tiếp cận các căn hộ tầng cao chung cư để giải cứu, hướng dẫn hơn 60 người thoát ra ngoài an toàn. Ngày 3 tháng 11, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố cháy xảy ra tại căn hộ Block A3, chung cư The Era Tower Đức Hải, phường Phú Mỹ. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định cháy xảy ra tại hộp gen của Block A3 tạo ra khói lớn bốc lên cao, tỏa vào một số căn hộ tại chung cư. May mắn hỏa hoạn không có thương vong về người. Theo diễn biến, hơn 19 giờ tối ngày 2 tháng 11, khói bốc lên, tỏa vào các căn hộ chung cư ở tầng cao. Ban quản lý tòa nhà lập tức kết nối chuông báo cháy báo động với cư dân. Lực lượng chữa cháy tại chỗ phối hợp với công an phường Phú Mỹ tiếp cận hiện trường, hướng dẫn di chuyển hàng trăm cư dân từ các căn hộ theo lối thoát hiểm xuống sảnh chung cư. Trong vụ cháy, nhiều cư dân đã leo lên sân thượng, cửa sổ hô hoán cầu cứu. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 điều động phương tiện chữa cháy chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tiếp cận sự cố cháy. Xe thang, xe cứu thương cũng được điều động với số lượng lớn phòng trường hợp sự cố cháy lan rộng, có nhiều người mắc kẹt, thương vong. Phía PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng điều động tổ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn vừa thành lập và một số đơn vị đến hiện trường. Tổ cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ tiếp cận các vị trí có người mắc kẹt, sử dụng các thiết bị hiện đại như máy hút khói, dò tìm nạn nhân. Chỉ sau thời gian ngắn, hơn 60 người được cảnh sát tinh nhuệ giải cứu và hướng dẫn thoát khỏi sự cố an toàn. Khuya cùng ngày, cư dân sống tại Block A3 đã trở lại căn hộ của mình sau khi công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được hoàn tất. Vén màn bí ẩn vụ đeo bụng bầu giả che mắt chồng ở Trà Vinh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, Trà Vinh đang điều tra vụ Thạch Thị Sóc Sô Khôn, 38 tuổi về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Thạch Thị Sóc Sô Khôn, ngụ ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa Sơn, có chồng là một người đàn ông làm nghề tài xế. Khôn và chồng sống chung với nhau một thời gian dài nhưng vẫn chưa có con. Hàng ngày, Khôn quan sát thấy chồng rất muốn có con nên cô ta dựng lên chuyện mang thai giả. Theo đó, Khôn mua bầu giả bằng silicone mang trong bụng ngụy trang để được chồng quan tâm chu cấp. Do chồng của Khôn làm tài xế đường dài, thường xuyên vắng nhà nên không nghi ngờ về bầu bì của vợ. Khôn nói dối với chồng là mình sẽ sinh con vào tháng 9. Cô ta lên kế hoạch sẽ lẻn vào một bệnh viện ở thành phố Trà Vinh để bắt cóc bé trai sơ sinh có mặt hao hao vợ chồng mình. Kế hoạch của Khôn khá chi tiết, nếu bắt cóc trẻ sơ sinh thành công, cô ta sẽ di chuyển sang một bệnh viện khác rồi gọi điện báo cho chồng và gia đình chồng là mình đã sinh con để họ đến đón xuất viện. Sáng 27 tháng 9, Khôn vào khoa sản bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh thì thấy anh Châu Huy Cê, ngụ huyện Châu Thành đang loay hoay pha sữa cho con nên chủ động đến giúp đỡ và cô ta nói đang chăm người thân nằm viện. Còn anh Cê cho biết vợ anh sinh được một bé trai, do hoàn cảnh gia đình đơn chiếc nên chỉ có một mình anh chăm vợ sinh ở bệnh viện. Thấy Khôn nhiệt tình giúp đỡ, anh C và mọi người xung quanh đều tin vào sự tốt bụng của người phụ nữ này. Lúc nhân viên y tế yêu cầu anh C chuyển vợ sang phòng hồi sức, Khôn vẫn có mặt để hỗ trợ. Tuy nhiên, cô ta lợi dụng lúc anh C bận rộn liền bế bé trai bỏ đi. Anh C quay trở lại phòng không thấy con trai đâu nên hốt hoảng, hỏi mọi người xung quanh thì được trả lời người phụ nữ đã bế bé trai đi gặp mẹ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh C vừa hô bắt cóc, vừa chạy theo hướng người phụ nữ bế con trai mình đi. Lập tức, mọi người xung quanh phối hợp với bảo vệ chặn cổng lại, anh C giành lại được con trai ngay trên tay người phụ nữ. Vụ việc được báo cho công an. Tôi biết làm vậy là sai, rất tàn nhẫn với cha mẹ của em bé, nhưng hết đường rồi, nếu không có bé thì tôi sẽ mất gia đình, Khôn nói. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thạch Thị Sóc Sô Khôn. Bản tin dự báo bão, áp thấp của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho hay, vào hồi 2 giờ ngày 3 tháng 11, cụm mây bên ngoài khu vực dự báo của Philippines đã phát triển thành áp thấp 11A. Vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 6,7 độ Vĩ Bắc, 141,0 độ Kinh Đông, cách Đông Bắc Mindanao, Philippines 1.630 km về phía Đông. Tin bão mới nhất của Pagasa hồi 4 giờ ngày 3 tháng 11 cho hay, trong vòng 24 giờ tới, áp thấp 11A không có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trước đó, trong bản tin dự báo bão, áp thấp hồi 22 giờ ngày 2 tháng 11, Pagasa cho biết không có vùng áp thấp nào gần Philippines. Như vậy, áp thấp 11A đã hình thành trong vòng khoảng 4 giờ. Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp Mỹ
GTWC trong bản tin dự báo thời tiết ngày 2 tháng 11 gọi cụm mây phát triển thành áp thấp nói trên là 90W, nằm ở phía đông Palau. Ngày 2 tháng 11, dữ liệu tán xạ kế cho thấy hệ thống phát triển rõ ràng và tạo ra gió từ 46 đến 55 km/h, các điều kiện môi trường thuận lợi cho sự phát triển hơn nữa, và nếu xu hướng này tiếp tục, một áp thấp nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới sẽ hình thành. Theo GTWC, ngày 2 tháng 11, hệ thống 90W di chuyển về phía Tây Tây Bắc và có khả năng sẽ chuyển hướng về phía Tây Bắc trong đêm ngày 2 tháng 11. GTWC đánh giá cơ hội 90W hình thành trong 7 ngày là 100%. Cập nhật về áp thấp khu vực giữa Biển Đông, ngoài khơi bờ biển Việt Nam, GTWC cho hay vùng áp thấp yếu này đang tạo ra một số trận mưa rào hỗn loạn, điều kiện môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của hệ thống này trước khi nó di chuyển vào đất liền trong ngày 3 tháng 11. GTWC đánh giá cơ hội hình thành trong 7 ngày là 0%. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam dự báo, từ sáng ngày 3 tháng 11 đến đêm ngày 4 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to rải rác và có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 80 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 150mm cho 6 giờ. Ngày và đêm mùng 4 tháng 11, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, sang ngày và đêm mùng 5 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 300mm. Đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày và có khả năng mở rộng xuống đến Bình Định với diễn biến rất phức tạp. GTWC cũng đang theo dõi một áp thấp khác được gọi là B ở phía đông nam đảo Wake. Áp thấp này liên tục tạo ra những trận mưa rào và dông hỗn loạn. Gió tầng cao hiện nay không thuận lợi cho sự phát triển. Tuy nhiên, đến giữa tuần, chúng được dự báo sẽ trở nên thuận lợi hơn khi áp thấp di chuyển về phía tây tây nam của Tây Micronesia và phát triển dần đến cuối tuần. Cơ hội hình thành trong 7 ngày là 30%. Miền Trung đối mặt đợt mưa lũ đỉnh điểm, Biển Đông khả năng xuất hiện áp thấp. Miền Trung đối mặt với đợt mưa lũ đỉnh điểm với cường độ rất lớn và trên diện rộng, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Miền Bắc sắp đón đợt rét đầu tiên, đồng thời Biển Đông khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Ngày 2 tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục phát bản tin cảnh báo về đợt mưa lớn ở Trung Bộ trong những ngày tới. Theo đó, hiện nay khu vực Trung Bộ đã có mưa cục bộ. Dự báo từ gần sáng đến đêm ngày 3 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngày và đêm ngày 4 tháng 11, mưa mở rộng ra khu vực Thanh Hóa với lượng mưa từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, lượng mưa 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Cơ quan khí tượng nhấn mạnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng cấp 2. Dự báo mưa lớn ở các tỉnh miền Trung còn kéo dài trong nhiều ngày và khả năng mở rộng xuống đến Bình Định. Nhận định về đợt mưa lớn này, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 3 đến ngày 4 tháng 11, trên Biển Đông có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp, không loại trừ khả năng có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cũng trong những ngày đầu tháng 11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta khoảng từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11. Sự kết hợp của xoáy thuận, không khí lạnh, nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ tạo ra một đợt mưa lớn dữ dội ở các tỉnh miền Trung. Dự báo mưa từ khoảng ngày 3 đến ngày 10 tháng 11. Đây là đợt mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn, gây ra lũ lớn trên báo động 3 ở các tỉnh miền Bắc và Trung Trung Bộ. Ngập úng diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi, ông Khiêm nhấn mạnh. Đáng lưu ý, vùng mưa lớn không chỉ tập trung ở chính các tỉnh đã có mưa rất lớn trong những ngày qua, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, và còn mở rộng ra phần phía Nam. Cụ thể, các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng đưa ra nhận định, hình thái mưa lớn trong giai đoạn từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 11 có thể lâu hơn ở miền Trung, tương đối giống với hình thái mưa lụt trong tháng 10 năm 2020.
mưa theo kiểu cuốn chiếu từ phía Nam Trung Bộ ra Bắc Trung Bộ do vùng thấp gây nên trong khoảng từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 ở khu vực Quảng Ngãi tới Hà Tĩnh. Sau đó, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11 có gió Đông Bắc ẩm mạnh thổi từ eo biển Đài Loan Trung Quốc qua và gây mưa ngược trở lại từ Bắc Trung Bộ vào Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Giai đoạn này là lo nhất vì sóng biển sẽ cao khoảng 2,5 đến 3 mét ven bờ theo hướng Đông Bắc khiến nước khó thoát ra ngoài, ông Huy lưu ý. Ngoài ra, ông Khiêm cho biết thêm, sau ngày 10 tháng 11, mưa lớn ở miền Trung còn có diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện 2 đến 3 đợt mưa lớn, trong đó nửa đầu tháng 11 tập trung nhiều ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12 dồn vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên. Đợt mưa lớn đầu tháng 11 gây ra nhiều lo ngại. Đây cũng là giai đoạn mưa lũ đỉnh điểm ở miền Trung trong năm nay. Chúng tôi cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn, nguy cơ đặc biệt cao về tình trạng lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung, kèm theo đó là tình trạng ngập úng diện rộng. Ông Khiêm lưu ý. Liên quan đến đợt không khí lạnh mạnh dự báo đổ bộ miền Bắc từ đêm ngày 4 tháng 11, cơ quan khí tượng cho biết đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay. Riêng vùng núi có thể xuất hiện rét đậm cục bộ. Trong thời kỳ tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Cùng thời kỳ trung bình nhiều năm trên Biển Đông, 1,5 cơn, đổ bộ 0,9 cơn. Không khí lạnh trong thời kỳ dự báo tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ, đặc biệt trong thời kỳ 10 ngày đầu tháng, có khả năng gây ra đợt rét đầu tiên trong năm 2024.